Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia, thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp và tu bổ cấp thiết năm 2024. 8 di tích cấp quốc gia được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tu bổ năm 2024, gồm đền Bảo Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, đền Đại Quan, xã Đại Hưng, huyện Quế Châu, đền Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, chùa Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, chùa Pháp Vân, xã Lạc Đạo, chùa Hòa Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đình Ngô Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, đình Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Những di tích này có giá trị về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật kiến trúc, song do thời gian mưa nắng nên nhiều hạng mục của di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc tu bổ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết năm 2024 đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật.